Xin kính chào các bác đang theo dõi video clip trên kênh YouTube của Bá Hùng Audio. Video clip này, em xin mời các bác cùng em thưởng thức âm thanh trên bộ phối ghép giữa cặp loa JBL L100 Classic Black Edition, một cặp loa phiên bản giới hạn đến từ hãng JBL. Hiện tại cặp loa này thì được sản xuất với số lượng rất là ít. Ở Việt Nam thì chỉ có duy nhất 24 cặp. Hiện tại shop em đang có sẵn hàng để phục vụ cho các bác. Và bên shop em sẽ có mức giá chiết khấu siêu tốt dành cho các bác sở hữu cặp loa này. Hiện tại cặp loa đang có giá list là 132 triệu đồng. Nhưng shop em chiết khấu chỉ còn hơn 80 triệu đồng một chút. Quý vị nào yêu thích và có nhu cầu mua sắm thì xin liên hệ em qua số điện thoại 0855 263 263. Em sẽ có mức giá ưu đãi tốt nhất dành cho quý vị. Hôm nay em sẽ lựa chọn chiếc âm ly đèn đến từ thương hiệu Lossman, chiếc âm ly Lossman SQ38U, một chiếc âm ly cho âm thanh rất là tuyệt vời. Hiện tại đang có mức giá là 52.500.000 đồng. Hàng bên shop em bảo hành nguyên bản và hỗ trợ các bác nâng cấp. Các bác nào yêu thích thì xin liên hệ em qua số điện thoại 0855 263 263, hoặc đến trực tiếp cửa hàng của em tại địa chỉ số 32 phố Vũ Phạm Hàm. Sau đây em xin mời các bác cùng đeo tai nghe cùng em thưởng thức bản nhạc test. Thank you.
một biển sâu. Hẹn hò tang thu sang xuân, bên nhau biết thuở ban đầu. Dù tình không mối đôi ta, xin cho hương vui về sau. Trời còn lắm cho mưa rơi cách biệt dài lâu. Nước vẫn trôi màu, mặt vẫn hoen dầu. Đành để hôn theo nước trôi không màu. Trong khi mưa ngông bỗng ngừng ngang đầu.